Kính chào quý vị và các em, rất vui khi chúng ta cùng gặp lại nhau trong chương trình Bé học tiếng Anh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Chương trình nhằm đem đến những kiến thức phổ cập cơ bản về tiếng Anh cho các bạn thiếu nhi. Ngay sau đây, mời quý vị và các em, chúng ta sẽ cùng đến với bài học của Trung tâm Ngoại ngữ Pupudu. Hello everyone. Hello teacher Cindy. How are you today? I'm fine, thank you, and you? Okay, I'm good. Thank you everyone. Hôm nay chúng mình sẽ bắt đầu tiết học tiếng Anh. Trước khi bắt đầu, cô muốn hỏi chúng mình một câu hỏi. Các con, những ngày nào chúng mình phải đến trường? Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6. À, thế còn thứ 7, chủ nhật có bạn nào phải đi học không nhỉ? Có ạ. À, có ạ, bạn bảo có, bạn nào đi học vậy? À, có 3 bạn, 4 bạn à? Isabel có đi học không con? Không. À, thế chúng mình tới trường học hay là chúng mình đi học ở đâu nhỉ? À, chúng mình học ở đây đúng không nào? Đúng rồi, hôm nay chúng mình sẽ học các ngày trong một tuần. Days of the week. Nào, chúng mình cùng nhắc lại theo cô nào. Day of the week. Again. Days of the week. Days of the week. Days of the week có nghĩa là các ngày trong tuần. Bây giờ chúng mình sẽ đến với các ngày trong một tuần. Ngày đầu tiên, tất cả chúng mình cùng quan sát bức tranh và đọc theo cô nào. Monday là thứ hai. Cả lớp cùng nhắc lại với cô một lần nữa nào. Monday. Isabel. Monday. Kathy. Monday. Hannah. Monday. Ruby, okay. Ruby, now let's say again. Monday. Monday. Okay. Monday. Now everyone say again. Monday. Okay. Nào bây giờ chúng mình cùng quan sát vào bức tranh, cùng đọc bài to cho cô nào. Tuesday. 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 Tuesday là thứ ba. Bây giờ chúng mình cùng nhắc lại cho cô nào. Tuesday. 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 Okay. Nancy say. Tuesday. Okay. Ruby say. Tuesday. Hannah say. Tuesday. Kathy say. Tuesday. Isabel say. Tuesday. Very good. Okay. Now everyone, let's say one more time. Tuesday. 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 Okay. Chúng mình cùng chuyển sang từ tiếp theo nhé. Now everyone say Wednesday. 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 Isabel say Wednesday. Kathy say Wednesday. Hannah say Wednesday. Ruby Wednesday. Nancy. Wednesday. Okay, now everyone, let's say one more time. Wednesday. 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 À, Wednesday, chúng mình thử đoán xem đây là thứ mấy nhỉ? Chúng mình vừa được biết thứ hai, thứ ba, vậy tiếp theo sẽ là thứ? Thứ tư. Oh, chúng mình thật là giỏi. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang từ tiếp theo nào. Thursday. 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 Thursday là thứ năm. Bây giờ tất cả chúng mình cùng đọc theo cô nào. Thursday. 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 Nancy say. Thursday. Okay. Ruby say. Thursday. 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 Okay. Hannah say. Thursday. Kathy say. Thursday. 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 Day. Thursday. Thursday. Okay, Isabel say. Thursday. Very good. Now everyone, Thursday. Thursday. Okay. Chúng mình cùng quan sát bức tranh tiếp theo và đọc bài theo cô. Friday. 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 Now everyone say again, Friday. Friday. Friday là thứ sáu. Bây giờ tất cả chúng mình cùng đọc lại theo cô nào. Friday. 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 Friday.
Friday là thứ mấy nhỉ? Thứ 6. À đúng rồi. Ok, now Isabel say Friday. Kathy say Friday. Hannah say Friday. Ruby say Friday. Nancy say Friday. Ok, now you say louder. Friday. 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 Ok, bạn Nancy lần sau chú ý đọc to hơn nữa cho cả lớp cùng lắng nghe nhớ chưa nào? Ok, now everyone say Saturday. 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 Ok, Saturday là thứ bảy. Nào, bây giờ cô yêu cầu chúng mình nhắc lại. Saturday là thứ mấy nhỉ? Thứ bảy. À đúng rồi. Now everyone say Saturday. 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 Ok, Nancy say Saturday. Ruby say Saturday. Hannah say Saturday. Kathy say Saturday. Isabel say Saturday. Very good. Ok, now everyone say Saturday. Saturday. Chúng mình cùng đến với bức tranh cuối cùng ngày hôm nay, đó là Sunday. 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 Sunday là chủ nhật. Chúng mình có thích chủ nhật không? Có. Ok, now Isabel say Sunday. Kathy say Sunday. Hannah say Sunday. Ruby Sunday. Nancy Sunday. Ok, now everyone say one more time. Sunday. 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 Ok, bây giờ chúng mình sẽ cùng ôn lại một lần nữa tất cả các thứ trong một tuần nhé. Now everyone listen and repeat. Monday. 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 Tuesday. 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 Wednesday. 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 Thursday. 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 Friday. 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 Saturday. 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 Sunday. 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 Ok, nào bây giờ cô sẽ mời lần lượt từng bạn đọc lại tất cả các thứ trong một tuần. Các con có làm được không? Có. Ok, now Isabel stand up. Monday. Yes. Tuesday. Good. Wednesday. Yes. Thursday. Very good. Friday, Saturday, Sunday. Oh, thank you. Sit down, please. Now, as the next, Kathy, stand up. Monday. 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 Tuesday. Yes. Wednesday. Good job. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Oh, thank you. Perfect. Hannah, stand up. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Thank you. Sit down. Okay, now Ruby, stand up. Let's say Monday. Tuesday. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, thank you, Ruby. Now, Nancy, let's say Monday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 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 Saturday. Sunday. Ok, thank you Nancy. À vừa rồi chúng mình đã cùng nhau ôn lại toàn bộ các thứ trong một tuần rồi. Bây giờ chúng mình đã kết thúc phần từ vựng và chuyển sang phần mẫu câu. Hôm nay chúng mình sẽ được học một mẫu câu để sử dụng được những từ, những thứ trong một tuần. Which day do you like in a week? Có nghĩa là ngày nào trong một tuần các con thích. Bây giờ tất cả chúng mình cùng nhắc lại câu hỏi theo cô nào.
Which day do you like in a week? Which day do you like in the week? Again. Which day do you like? Which day do you like? In a week. In a week. In a week. In a week. Which day do you like in a week? Which day do you like in a week? À, chúng mình cùng nhắc lại ý nghĩa của câu hỏi vừa rồi là gì nhỉ? Nghĩa của câu hỏi vừa rồi là bạn thích ngày nào trong một tuần? Which day do you like in a week? Which day do you like in a week? Để trả lời câu hỏi này, chúng mình sẽ trả lời là I like Monday. Có nghĩa là gì nhỉ? Tớ thích thứ hai. Đúng rồi. Hoặc khi cô thích thứ ba thì cô sẽ trả lời là I like Tuesday. Ok. Bây giờ cô sẽ hỏi chúng mình và chúng mình sẽ lần lượt trả lời câu hỏi theo các bức tranh trên tay cô nhé. Everyone, are you ready? Yes, I am. Again, yes, we are. Yes, we are. Are you ready? Yes, we are. Ok. Which day do you like in a week? I like Monday. Again, which day do you like in a week? I like Monday. Yes. Which day do you like in a week? I like Tuesday. Yes. Which day do you like in a week? I like Wednesday. Okay. Which day do you like in a week? I like Saturday. Ok, vừa rồi cô đã hướng dẫn chúng mình cách trả lời câu hỏi. Bây giờ chúng mình sẽ luyện tập cách hỏi lại câu hỏi này và cô sẽ là người trả lời. Nào, bây giờ cô sẽ mời một bạn đứng lên hỏi trước để cho cả lớp cùng quan sát nhé. Now everyone, who want to try? Teacher me. Teacher me. Ok, Isabel, stand up. Which day do you like in a week? I like Tuesday. I like Tuesday. I like Thursday. I like Thursday. Okay. Which day do you like in a week? I like Friday. Okay. Nào bây giờ cô sẽ mời bạn Isabel hỏi lại cô và cô sẽ là người trả lời câu hỏi. Which day do you like in a week? I like Sunday. Which day do you like in a week? I like Saturday. Cả lớp đã lắng nghe, thấy cô và bạn đã hỏi và trả lời các câu hỏi về các ngày trong tuần. Các con đã hiểu chưa? Rồi ạ. À, bây giờ cô sẽ mời lần lượt từng cặp đứng lên để tự hỏi và trả lời. Now everyone, who want to try? Teacher me. Teacher me. Kathy, stand up. And Ruby, stand up. Cô sẽ đưa cho mỗi bạn một bức tranh để chúng mình có thể hỏi và trả lời câu hỏi. Which day do you like in a week? Kathy first. Which day do you like in a week? I like Monday. Yes, very good. Which day do you like in a week? I like Friday. Yes, very good. Thank you, two of you. Sit down. And the next, who want to try? Teacher me. Teacher me. Hannah and Nancy, stand up. Okay, Hannah first. Which day do you like in a week? Nancy cầm tranh lên. Which day do you like in a week? Which day do you like in a week? I like Thursday. Yes. Perfect. Thank you. Sit down. Now, and the next, who want to try? Teacher me. Teacher me. Isabel and Hannah.
Isabel, stand up. Okay, Isabel first. Which day do you like in a week? Which day do you like in a week? I like Saturday. Yes. Which day do you like in a week? I like Sunday. Okay. Which day do you like in a week? I like Tuesday. Ok, thank you to you. Nào bây giờ chúng mình cùng lắng nghe cô hỏi và tất cả trả lời lại một lần nữa cho cô. Which day do you like in a week? I like Tuesday. Which day do you like in a week? I like Sunday. Nào bây giờ các con sẽ hỏi cô nha. 1, 2, 3, go. Which day do you like? I like Saturday. Which day do you like in a week? I like Friday. Ok, vừa rồi chúng mình đã được ôn tập lại cách hỏi và trả lời về các thứ trong một tuần. If today's Monday, clap your hands. If today's Thursday, stomp your feet. If today's Monday, Monday, clap your hands, clap your hands. If today's Tuesday, Tuesday, stomp your feet. If today's Wednesday, smile big. If today's Thursday, nod your head. If today's Wednesday, Wednesday, smile big, smile big. If today's Thursday, Thursday, nod your head. If today's Friday, jump with me. Jump with me. If today's Saturday, say oh yeah. Oh yeah. If today's Friday, Friday, jump with me. Jump with me. If today's Saturday, say oh yeah. If today's Sunday, let's go out, go out. If today's Sunday, let's go out, go out. Now I know there's a way. It's Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. If today's Monday, clap your hands. If today's Thursday, stomp your feet. If today's Monday, Monday, clap your hands, clap your hands. If today's Tuesday, Tuesday, stomp your feet. If today's Wednesday, smile big. If today's Thursday, nod your head. If today's Wednesday, Wednesday, smile big, smile big. If today's Thursday, Thursday, nod your head. If today's Friday, jump with me. Jump with me. If today's Saturday, say oh yeah. Oh yeah. If today's Friday, Friday, jump with me. Jump with me. If today's Saturday, say oh yeah. If today's Sunday, let's go out, go out. If today's Sunday, let's go out, go out. Now I know there's a way. It's Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Bài hát Day of the Week do các bạn học sinh của Trung tâm Ngoại ngữ Pupudu thể hiện thật hay phải không ạ? Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lên màn hình và lấy bút vở ra để chép nội dung và ý nghĩa của bài hát này nhé. If today is Monday, clap your hand. Nếu hôm nay là thứ hai. If today is Tuesday, stomp your feet. Nếu hôm nay là thứ ba. If today is Monday, Monday. Nếu hôm nay là thứ hai, thứ hai. Clap your hand, clap your hand. Vỗ tay, vỗ tay. If today is Tuesday, Tuesday, stomp your feet. Nếu hôm nay là thứ ba, thứ ba. If today is Wednesday, smile big. Nếu hôm nay là thứ tư.
if today is Thursday, not your head. Nếu hôm nay là thứ năm. If today is Wednesday, Wednesday. Nếu hôm nay là thứ tư, thứ tư. Smile big, smile big. Cười lớn, cười lớn. If today is Thursday, Thursday, not your head. Nếu hôm nay là thứ năm, thứ năm. If today is Friday, come with me. Nếu hôm nay là thứ sáu. If today is Saturday, say oh yeah. Nếu hôm nay là thứ bảy, nói oh yeah. If today is Friday, Friday. Nếu hôm nay là thứ sáu, thứ sáu. Jump with me, jump with me. Nhảy cùng tớ, nhảy cùng tớ. If today is Saturday, say oh yeah. Nếu hôm nay là thứ bảy, nói oh yeah. If today is Sunday, let's go out, go out. Nếu hôm nay là chủ nhật, hãy đi ra ngoài, đi ra ngoài. If today is Sunday, let's go out, go out. Nếu hôm nay là chủ nhật, hãy đi ra ngoài, đi ra ngoài. Now I know the days of week. Bây giờ tớ biết được các ngày trong một tuần. It's Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Đó là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Các bạn và các em đã hiểu được ý nghĩa và nội dung của bài hát trên rồi đúng không nào? Chúng ta hãy cùng nhau hát bài hát Day of the Week. Today's Monday, clap your head. If today's Thursday, stomp your feet. If today's Monday, Monday, clap your head, clap your head. If today's Tuesday, Tuesday, stomp your feet. If today's Wednesday, smile big. If today's Thursday, nod your head. If today's Wednesday, Wednesday, smile big, smile big. If today's Thursday, Thursday, nod your head. If today's Friday, jump with me. Jump with me. If today's Saturday, say oh yeah. Oh yeah. If today's Friday, Friday, jump with me. Jump with me. If today's Saturday, say oh yeah. If today's Sunday, let's go out, go out. If today's Sunday, let's go out, go out. Now I know the day of week. It's Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. If today's Monday, clap your hands. If today's Thursday, stomp your feet. If today's Monday, Monday, clap your hands, clap your hands. If today's Tuesday, Tuesday, stomp your feet. If today's Wednesday, smile big. If today's Thursday, nod your head. If today's Wednesday, Wednesday, smile big, smile big. If today's Thursday, Thursday, nod your head. If today's Friday, jump with me. Jump with me. If today's Saturday, say oh yeah. Oh yeah. If today's Friday, Friday, jump with me. Jump with me. If today's Saturday, say oh yeah. If today's Sunday, let's go out, go out. If today's Sunday, let's go out, go out. Now I know the day of week. It's Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Trước khi kết thúc chương trình Bé học tiếng Anh ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại một số từ vựng và mẫu câu vừa được học.
Monday. Thứ hai. Tuesday. Thứ ba. Wednesday. Thứ tư. Thursday. Thứ năm. Friday. Thứ sáu. Saturday. Thứ bảy. Sunday. Chủ nhật. Which day do you like in a week? Bạn thích ngày nào trong một tuần? I like Thursday. Tớ thích thứ năm. Chương trình Bé học tiếng Anh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đến đây là hết rồi. Chúc các em sẽ có thêm cho mình những kiến thức mới và bổ ích của môn tiếng Anh. Thân ái, chào tạm biệt.